Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma Cùng Thiên Như. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối nghe chuyện ngày hôm nay và mến chúc quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nha. Bây giờ mình sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này như được chị Nga gửi lại cho Như. Chị kể câu chuyện này là xảy ra với một gia đình ở bên dòng họ nội của chị. Cô này cô tên là cô Hương, chồng của cô tên là chú Đậu. Hai vợ chồng yêu thương nhau dữ lắm, mà cưới nhau về 7-8 năm rồi mà hai vợ chồng chưa có con cái gì cả. Tới sau này, hai vợ chồng thông báo một tin mừng là đã cấn bầu, có em bé rồi. Những người trong dòng họ cũng vui mừng thay cho gia đình cô chú nữa. Và sự việc không may đã xảy ra với gia đình. Và một ngày nọ thì cô muốn về bên nhà mẹ đẻ của mình á, để về bển cũng chơi thôi chứ không gì cả. Khi có ý định này, cô nói với chú nói là nếu ngày mai á em đi về thôi, để anh xin nghỉ làm bữa, anh chở em sang nhà mẹ chơi hen. Cô nói thôi anh cứ làm đi, em chạy xe khỏe re mà, em chạy về chứ có gì đâu. Chú rất là muốn đưa cô về nhưng cô cứ kêu là thôi để chú đi làm, còn cô thì cô tự chạy xe về bình thường. Hồi đó bụng của cô mang bầu chỉ mới 4 tháng mấy thôi, cái bụng cũng chưa phải là quá bự, cô vẫn tự có thể chạy xe sinh hoạt bình thường. Nhưng có điều, buổi tối trước ngày bà cô Hương về bên nhà mẹ là có cái chuyện lạ lạ như thế này xảy ra. Chú Đậu 6 giờ mấy chú ra ở phía trước á, cắm nhang ở trên cái chỗ bàn thiêng xong rồi quay vô trong nhà. Chú thấy mẹ của chú đang đứng kế bên cái cửa sổ nhà nè. Bà mặt của mẹ nhìn có vẻ nghiêm túc lắm, da dẻ của mẹ chú hơi xám xám. Mẹ đã mất cách đây mười mấy năm rồi, sao giờ mẹ hiện ra mẹ đứng nhìn chú. Chú cũng hết hồn, bởi vì chú thấy vong hồn của mẹ đột nhiên xuất hiện vậy á, cả người cũng bị đứng hình. Mẹ chú nhìn chú rồi cái đầu lắc lia lịa, cứ lắc đầu như thế này nè. Chú không hiểu đó là ý gì hết, cứ đứng cho tới khi không thấy mẹ nữa rồi mới thôi. Chú Đậu vào trong nhà kể cho cô Hương nghe. Hai người cũng không hiểu chuyện gì trơn á, bởi vì lâu lắm rồi không có thấy mẹ hiện ra. Chú Đậu kể với cô Hương, khi mà mẹ mới mất á, khoảng thời gian đầu là có thấy, nhưng mà từ đó về sau là không có thấy nữa. Sao ngày hôm nay cách đây mười mấy năm rồi chú lại thấy mẹ hiện ra vậy? Cô Hương mới kêu chú Đậu, vậy thôi anh vô trong nhà anh đốt nhang cho má coi sao. Chú Đậu cũng lên thắp cho mẹ mình một nén nhang. Khi mà cái nhang vừa mới cắm xuống, chú nghe cái xèo, cây nhang tắt lụi hẳn đi và nó còn cháy cái phần khói đen ở trên chút xíu á. Chú nói ủa gì kỳ cục vậy, hồi nãy vừa mới thắp một cây nhang bình thường mà sao giờ thắp thêm một cây nhang nữa mà nó lại tắt liệm luôn, kỳ vậy ta. Chú đứng lên chú coi ở kế bên chỗ lư hương á, có vài giọt nước nó nhiễu đó. Chú nhìn lên trên nóc nhà thấy nóc nhà vẫn bình thường, và mùa này cũng đâu phải là mùa mưa đâu, sao có nước nhiễu đây vậy cả. Hay là mấy cái ly nước mà chú để ở trên bàn thờ nó đổ ra? Cũng không phải nữa, bởi vì ly nước là chú để xê vào ở cái mé bên một chút xíu chứ không phải là để ngay chỗ này. Rồi nước ở đâu vậy ta? Chú cũng lấy khăn chú lau đỡ. Hai vợ chồng cũng không có nghĩ gì nhiều cả, mà thực ra đó đã là một điềm báo mà mẹ chú Đậu đã cảnh báo hai vợ chồng, nhưng lúc đó hai vợ chồng không để ý. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng tạm biệt nhau. Chú Đậu thì chú đi ra ngoài công trình vẫn làm như mọi khi. Cô thì cô lên xe máy, cô chạy lai rai về vậy đó. Khi mà đi về phải đi ngang qua một cái chỗ con phà này, bề ngang của con sông cũng khá là rộng. Mình đi phà là phải 15 phút á, mới qua được bên bờ bên kia lận. Đây là cái đường về nhà mẹ cô gần nhất, còn không thì mình đi ở ngoài đường lộ nó xa hơn. Con phà này á, cô đã đi rất là nhiều lần rồi, không có chuyện gì hết cho tới ngày hôm nay. Khi mà phà di chuyển ra ở phía ngoài được chừng 200-300 mét rồi, sóng đánh rất là dữ dội, gió thì thổi hù 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 tới, mây đen cũng kéo giăng trên trời nữa. Mọi người rất là ngạc nhiên, ngày hôm nay đâu phải là một ngày mưa bão gì đâu, rõ ràng là trời rất là đẹp. Sau tự nhiên cái phà vừa mới ra được có một khúc à, giờ sóng thổi ào 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 đập vào ở trên cạnh phà, ai cũng sợ cả.
Cô Hương á, cổ đang đứng ở cặp với cái mé chỗ cái tay vịn như thế nè, cổ đang đứng ở chỗ đó. Sóng giờ đánh rất là dữ dội, cái phà nó nghiêng qua nghiêng lại, ai cũng sợ hết. Một hồi nước nó tạt lên văng vào mặt của mọi người, thì có một cái chú này ông nhìn thấy ông la lên: "Trời ơi, có người rớt kìa!" Nghe chú la vậy đó, hết hồn nhìn qua thì không có còn thấy cô Hương nữa. Cô Hương hồi nãy cổ đứng gần với cái chỗ xe máy của mình mà đứng ở cặp cặp với mé như thế này. Hồi nãy sóng nó lật dữ quá rồi, khi mà cái phà nó lật ngược đáo lại, cổ đã bị té văng ra khỏi cái chỗ tay vịn. Chú đó là rồi những cái người mà ở trên phà nè, người ta chạy xuống. Nhưng bây giờ không có nhìn thấy cô Hương cổ đang bơi hay là cổ đang trồi lên đâu hết. Nhìn ở dưới nước nó sóng đánh lia lịa như vậy cả. Ai cũng nổi da gà, đứng từ trên nhìn xuống với hy vọng là sẽ thấy cô Hương á, cổ trồi lên, người ta còn biết đường mà cứu. Sông ở đây rất là rộng, giờ nhìn sau khi mà cái phà nó bị đánh qua lại, cô Hương bị té xuống rồi, độ chừng chút xíu sau thôi, mặt nước bắt đầu yên ả trở lại, mây đen trên trời nó cũng trôi đi mất tiêu. Giống như hồi nãy vừa có một cái thế lực nào đó đã cố tình tạo ra cái cơn sóng đó để mà đánh ngã cô Hương. Cũng có cử lực lượng cứu hộ được xuống để tìm kiếm, tìm rất là lâu luôn, không hề có tin tức gì của cô cả. Sông ở đây rộng dữ lắm, rồi có cử những cái người thợ lặn á, những người mà chuyên tìm xác, mò xác. Họ xuống họ tìm mà mênh mông quá trời, cũng không biết chỗ nào mà tìm, cứ là theo cái chỗ này nè, rồi đi theo hướng con nước xuống chút xíu, mò thì không có đụng được đâu. Tới trưa trưa chút xíu, chú Đậu hay tin vợ của mình gặp nạn rồi, chú chạy tới bên sông, rồi gia đình của cô Hương cũng chạy tới. Nhìn ra ở ngoài sông thấy là sóng nó đánh dập dìu như vậy đó, mà nhìn vô giọng. Mọi người vẫn còn trong quá trình tìm kiếm, tìm tới chiều luôn, nhưng không có, thì mới kêu là thôi, gia đình về đi, chắc ngày mới cổ nổi lên chứ gì. Có người mới nói thêm nữa: "Ở đây nhiều người chết vậy lắm rồi, bữa nay kiếm không có được đâu, ngày mới mai ra thì nổi lên rồi tụi tôi vớt cho." Tức là ở trên con sông này đã có rất là nhiều người đã mất. Rồi họ mất á, trong ngày hôm đó có thể là nước như thế này nè, lớn mênh mông quá, không biết đâu mà mò. Rồi ngày hôm sau á, cơ thể bắt đầu là nó nổi trương phình lên, thì hồi đó anh ta thấy đường mà vớt. Kêu cả nhà về, nhưng chú Đậu sao mà về được, chú bỏ lại vợ với con của mình ở trên con sông này hay sao? Chú vẫn ngồi khuỵu lại. Trong lúc chú đang hoảng loạn, chú nhìn thấy vợ của mình đang đi trên mặt nước và đi từ ngoài đi vô. Chú gào thét lên, rồi chú đi, chú bước hẳn xuống dưới sông. Cả gia đình nghe chú kêu vậy là biết thần trí của chú vợ không bình thường, chỉ là ảo giác của chú thôi, mới kêu rồi kéo chú vô. Khi mà lai người chú thức tỉnh nhìn ra, tất nhiên chú đâu còn thấy gì nữa đâu. Mẹ của cô Hương á, rất là lo cho cô, biết chắc chắn cô đã không có qua khỏi rồi, nhưng dù gì cũng phải tìm bằng được cái xác của cô về, không lẽ để cô nằm dưới nước lạnh lẽo vậy hoài. Mẹ mới gọi điện cho dì, nhờ dì á, mời cái người thầy này tới đây để tìm coi cái xác của cô Hương bây giờ đang ở đâu. Khi mà mình tìm được rồi thì mình canh cái vùng đó mình mò nó sẽ dễ hơn, chứ mà sông mênh mông rộng chà bá, thiệt sự không biết đường nào mà mò cả. Sau khi ông thầy ông tới, ông đứng ông nhìn 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 rồi ông hỏi tuổi tác, xong đứng bấm bấm chút xíu ha. Ông nói là sáng ngày mai á 8 giờ đi ra ở ngay chỗ cái bến phà này nè, đứng đợi đi thì sẽ nhìn thấy cái xác của cổ nổi lên thôi. Cả nhà rất là lo, nhưng đêm hôm đó không thể nào mà mình ở ngủ lại trên bến đò được, cả nhà cũng đành kéo về. Từ sáng sớm ngày hôm sau 4 giờ mấy, cả gia đình của cô Hương đã ra ở bên bến phà để mà đợi. Đợi tới gần 8 giờ, cả nhà sốt sắng sốt sắng hơn nữa. Đợi tới 10 giờ rồi, không có thấy cái xác nào nổi lên cả. Lo lắng quá. Rồi những cái người mà thợ lặn ngày hôm nay họ nói là họ
có mò mò từ cái lúc sáng rồi, sao mò tới giờ này thấy kỳ quá. Những người thợ lặn nhìn nhau rồi nói kỳ quá kỳ quá. Gia đình mới hỏi kỳ là kỳ như thế nào, thì có người gãi gãi đầu nói sao tôi thấy cái vụ này giống như là ma da quá. Cái người đó nói vậy thì một cái người chung đoàn với cái người thợ lặn mới kêu thôi 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 đừng nói nữa, gia đình người ta mất người thân người ta buồn thôi đừng nói nữa, kêu vậy đó. Gia đình cũng hơi ngờ ngợ rồi, lần này lại mời cái người thầy đó tới. Ngày hôm qua rõ ràng thầy nói là 8 giờ cái xác sẽ nổi lên, mà giờ tới 10 giờ 10 giờ mấy rồi không có thấy gì hết. Mời thầy tới thì thầy mới nói kỳ vậy ta, đáng lẽ là 8 giờ đã nổi lên rồi chứ. Cái hồi nghe chú đậu chú gào thét lên, chú khóc là vợ con của mình, thì thầy mới giật mình, thầy hỏi ủa bộ nữ có bầu hả? Cả nhà mới nói dạ con gái của con mang thai á thầy, mang thai được 4 tháng rồi. Thầy giật mình thầy mới coi lại, rồi sau đó thầy mới mượn một cái chiếc ghe cũng bự bự chút xíu ha, ghe là của người dân ở gần đây. Sau khi mượn được chiếc xuồng rồi thầy mới kêu cả gia đình cùng với vài người nữa lên trên xuồng. Thầy đã chuẩn bị một cái cuộn dây nhợ giống như dây nhợ mà mình chơi thả diều á, một cuộn dây mới tinh hoàn toàn luôn. Thầy cột một cái miếng mĩn vào ở cái phần đầu của dây nhợ, thầy thả xuống. Khi mà thầy thả xuống mọi người mới nghĩ là thầy làm gì vậy, thầy câu cá hay gì mà sao tự nhiên cột miếng mĩn vô, không biết gì hết trơn cứ nhìn theo thầy. Khi mà cái đoạn dây nhợ đó đã thả được một đoạn khá là dài xuống dưới nước, mọi người thấy một cảnh rất là lạ. Đáng lẽ là nó sẽ chìm xuống dưới đáy, đằng này nó cũng chìm nhưng mà nó di chuyển. Thấy cái cọng dây nhợ nó căng và nó đang hướng về cái hướng kia, thầy mới kêu cái người bơi xuồng á là bơi theo cái hướng mà cái dây nhợ này nó đang đi theo nè. Mình nhìn ở trên mình nhìn xuống giống như là có một cái con cá, có con cá như là nó cắn vào được cái phần dây nhợ đó rồi nó lôi đi, thì mọi người cũng đi theo cái hướng đó. Đi một đoạn chỗ này á, cách với cái chỗ mà cái phà ngày hôm qua nó lật ra ăn cái rồi cô Hương cổ té xuống, cách với cái chỗ này là cũng xa xa cũng 700-800 mét. Đi gần lại đây cái cọng dây nhợ á, thấy là nó xoay vòng vòng vòng, nó xoay giống như là lốc xoáy vậy á. Thầy ở trên thầy dịnh lại mà cái tay của thầy muốn bị uốn theo cái cọng dây nhợ đó luôn, thì thầy mới đọc nhắm 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 cái vậy rồi thầy giật cái cọng dây nhợ nó lên. Sau khi đã giật lên rồi thì cái miếng mĩn hồi nãy nó rớt ra rồi. Nhưng có một cái điều kỳ lạ là cái phần đầu của cọng dây nhợ mà hồi nãy cột cái miếng mĩn đó, sao bây giờ thấy nó đen xì lì à. Phần dây nhợ phía trên thì cái màu nó hơi nâu nâu do ngấm với nước phù sa, còn cái phần dưới còn lại nó đen xì lì luôn, mà nó còn có cái mùi nó hơi thúi thúi nữa. Thầy cầm cái cọng dây nhợ đó lên thì coi vậy nè. Thầy nói cái xác của cổ đang nằm dưới đây nè. Cả nhà nghe rất là mừng. Thì thầy kêu á, bây giờ thử cho những cái người thợ lặn á xuống coi có đem được cái xác cổ lên không. Kêu là xuống phải xuống hai người chứ không được xuống một người. Xuống một người là con ma da nó kéo xuống luôn. Hai người thợ lặn nghe vậy cũng ớn quá, bắt đầu là kêu nhau tới bốn người cùng lặn xuống một lúc. Khi mà họ đã mò xuống dưới rồi, họ đụng, họ ngóc đầu lên, họ nói là mò đụng rồi mà kéo lên không được. Thầy nghe thì biết chắc chắn là con ma da chứ nó giữ lại, mà sức mạnh của nó cũng mạnh lắm, cho nên là bốn cái người thợ lặn này không có lôi cái xác lên được. Và cả bốn người thợ lặn này đều khẳng định họ đụng phải người của cổ rồi, nhưng khi mà kỵ lên có một cái thế lực nào đó lại kỵ xuống. Bốn người thợ lặn lại trèo lên trên xuồng, thầy cũng kêu là giờ bơi ngược vô đi, bơi vô trong mép bờ. Thầy tính một cái kế như thế này, thầy kêu á, gia đình giờ là đi loanh quanh những cái nhà đây nè, coi nhà nào có em bé mà cái miếng tả nào đã sử dụng rồi thì mình xin một cái miếng tả đó. Thầy sẽ dùng cái miếng tả đó để mà dẫn dụ con ma da nó đi chỗ khác, nó đi xa xa một chút. Ở lại đây thì những người thợ lặn mới xuống rồi đem cái xác của cô Hương lên được. Đó là cái kế hoạch của thầy. Họ đi quanh quanh đây hỏi người ta một lát thì cũng có người, người ta có em bé rồi cũng cho một cái miếng tả vậy. Nếu mà lấy cái miếng tả này cũng không có ảnh hưởng gì tới đứa nhỏ hết trơn nha. Thầy mới kêu mẹ của cô Hương á,
leo lên trên xuồng rồi kêu cái người bơi xuồng là đi dùm cái hướng xa xa, cách với cái vị trí mà xác của cô đang nằm á, là đi xa cũng cỡ gần cả cây số vậy đó. Rồi sẽ có một cái đoàn xuồng ở lại đây canh, nếu mà ở đằng kia thầy có thông báo cái gì đó rồi, ở bên này lập tức là lặn xuống để mà đem cái xác của cô, là phải làm thiệt là nhanh nha, chứ mà làm chậm chậm con ma da kia nó về thì rất là nguy hiểm. Lên kế hoạch xong rồi, thầy với mẹ của cô Hương là đi ra cái đoạn xa, cầm cái miếng tả lên nhấp nhử y chang như là mình nhấp cá lóc vậy đó. Để cho quý vị dễ hình dung thì thầy có cầm cái cần câu, cái cần câu này cũng lấy đại cái cây bên lề đường á, rồi quấn cái cọng nhợ vô, rồi xé một cái mảnh mà cái miếng tả của đứa nhỏ mà xin được đó, cột lại một miếng nhỏ nhỏ vậy thôi. Thầy cầm cái cần câu thì cứ nhấp lên xuống nước một chút xíu đó, thầy giật 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 chút xíu vậy nè. Cái hồi thầy và cả mẹ của Hương cùng với cái người bơi xuồng đều nhìn thấy có một cái quặng đen đang di chuyển lại đây thiệt là nhanh. Và cái quặng đen đó ở phía dưới cái chỗ miếng tả thì thầy cũng nhấp 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 nhấp. Thấy là có dấu hiệu rồi, thầy mới đá mắt với mẹ của cô Hương là nhắn tin cho bên kia thông báo là có thể lặn xuống được rồi. Thì thầy cũng ở bên đây thầy nhấp nhấp nhấp. Ở bên này chồng của cô Hương và những cái người thợ lặn nhanh chóng lặn xuống, rất là nhanh đã đem được cái xác của cô lên, mà cái xác của cô dính sình bùng, ở trong miệng là đầy một họng sình, lỗ tai cũng dính sình tùm lum hết trơn à. Đem cái xác của cô lên thì hôm rày thấm nước á, da thịt nó đã bị bủng rủng hết trơn rồi, bụng thì nó phình to lên, chắc là do cô uống nước nhiều đó. Khi mà đã thành công đem được cái xác lên rồi thì ở đằng này cái con ma da nó biết là ở cái hang động của nó đi có động tĩnh, nó ốc quăng lên một cái nước văng vào trong mặt của thầy và mẹ. Con ma da nó di chuyển, nó lặn xuống dưới nước xong rồi nó biến mất tiêu à. Nó định quay trở về giữ cái xác của cô Hương lại, nhưng bây giờ những người thợ lặn đã đem cái xác của cô Hương được rồi để lên trên xuồng. Cái xuồng lúc đó nó bị chao đảo qua lại, tất cả mọi người đều nhìn thấy ở phía dưới xuồng là có một cái quặng đen, nó cứ di chuyển xung quanh xuồng hoài à. Người bơi chiếc xuồng này cũng là một người mà quen đi sông nước, mình bơi là cũng khéo dữ lắm. Vậy đó mà cái xuồng bây giờ nó cứ quay vòng 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 như thế này. Tới hơn một hồi thấy một cái chiếc thuyền máy, mới kêu cái chiếc thuyền máy đó lại phụ đẩy vào trong bờ. Trải qua một cái phen là cũng ly kỳ chiến đấu với con ma da đó, cuối cùng đã đem được cái xác của cô Hương lên rồi. Đem cái xác lên được, nhưng ở ngoài cái phía ngoài cách với bến phà một chút xíu nè, vẫn thấy có một cái quặng đen nó cứ di chuyển ở phía ngoài hoài à. Thầy kêu cái xác á, để đây đi, thầy sẽ làm phép để thầy kêu cái vong của cô Hương về luôn, chứ cái xác lên rồi mà vong của cổ chưa có theo lên được. Thầy cũng làm phép thêm một chút xíu nữa, lại một lần nữa thầy sử dụng cái cọng dây nhợ kia, thầy thả xuống, thì thả xuống cái cọng dây nhợ ha, thấy nó quay vòng 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 như nè, rồi nó rút cái đoạn dây nhợ đó thiệt là xa. Tới một hồi thấy là không có động tĩnh nữa, thầy mới quấn lại từ 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 từ, và thầy kêu á mẹ với lại chú Đậu đọc họ tên của cô Hương, kêu là đọc suốt 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 vậy đó. Một hồi là mở cái dù, thầy đã chuẩn bị sẵn cái dù đen này xong rồi, cái xác được bỏ lên trên xe và thầy cứ cầm cái dù đó thầy che vào trong xe luôn, kêu cả nhà là luôn phải đọc tên của cô Hương và dặn cái người tài xế á, chạy xe chạy chậm chậm thôi để vong hồn của cô Hương còn kịp theo về. Nhờ cái người thầy này cũng cao tay, sau đó đã rước được cả thể xác lẫn vong hồn của cô Hương về nhà. Bởi vì trong ngày đám tang, chú Đậu đã thấy được vong hồn của cô xuất hiện. Sau ngày mở cửa mã, chú rất là buồn, cứ ngồi bệt ở bên bàn vong của mình, ngủ thiếp đi lúc nào cũng hay. Chú có cảm giác ai đó vuốt nhẹ nhẹ ở bên vai của mình, và chú còn cảm nhận được ai đó vừa mới đặt một nụ hôn lên trên má của chú nữa. Chú Đậu mở mắt ra, đó chính là cô Hương. Cô Hương nhìn chú, mặt cô rất là buồn, cả người thấy nó xanh xanh vậy đó, con mắt thì nó thâm quầng lại. Cô nhìn chú một lát rồi cô quay lưng đi, đi ra ở phía trước cửa là cô biến mất tiêu à. Chú cũng chạy ra, chú la, chú khóc quá trời luôn.
Rồi chú gặp đúng một hôm như vậy, từ đó về sau, mặc dù rất là muốn thấy vong hồn của vợ con mình hiện ra nữa, nhưng chú không có thấy. Và thầy về thầy coi thì thầy nói vong hồn của vợ chú giờ về được ở nhà đó, kêu chú cứ cúng kiến đầy đủ, rồi tới ngày thì hai mẹ con sẽ sớm được đi siêu thoát. Có an ủi chú, kêu chú là thôi ai cũng có cái số hết, nói chú đừng có buồn quá. Dù là được mọi người an ủi vậy chứ làm sao chú Đậu không buồn cho được. Một lúc mình đã mất đi cái người thân yêu thương nhất trong cuộc đời, rồi thêm cả cái đứa con chưa có kịp nhìn thấy mặt của nó nữa. Chú Đậu cũng buồn lắm, thì một khoảng thời gian sau đó được mẹ vợ của mình á cũng an ủi động viên thì chú dần dần phục hồi tinh thần nhiều hơn. Tới chừng 5 năm mấy sau đó, chú mới gặp một cái người yêu mới của mình, là sau này được cái người mẹ vợ là mẹ của cô Hương giới thiệu cho. Mẹ cô Hương á cũng thương chú Đậu lắm, bởi vì khi mà còn sống á, chú Đậu đối xử với cô Hương rất là tốt, thương yêu cưng nựng cô, rồi ở bên nhà vợ cũng hiếu thuận. Rồi tới cái ngày đám cưới á, là mẹ cũng đứng ra là bên phụ huynh của nhà trai, là mẹ cô Hương là cái người mà đỡ đầu cho chú vậy luôn. Đây cũng là một câu chuyện rất là hay quý vị. Đây là câu chuyện thứ nhất. Bây giờ mình sẽ sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này như được anh Thịnh gửi lại cho Như. Anh Thịnh nó có một trải nghiệm gặp ma. Thì ở trong cái câu chuyện này anh nói anh gặp ma thì cũng nhẹ nhẹ thôi, chứ anh đã gặp phải một người gặp ma mà là chuyên gặp ma luôn, một người rất là nhẹ bóng vía. Người này tên là chú Tám. Chú Tám thì nhà của chú là cho thuê xe. Chú có một cái chiếc xe này rất là tâm đắc. Đây là một chiếc xe 16 chỗ. Chú chỉ để lại hai cái ghế phía trước, còn cái hàng ghế phía sau chú dỡ hết trơn rồi. Chú làm thành hai cái hàng ghế nhỏ hai bên. Tại sao mà chiếc xe 16 chỗ này chú lại độ nó thành một cái chiếc xe kỳ vậy? Tự nhiên làm giống như là để mình chở đồ chở hàng hay sao? Không phải chở đồ chở hàng bình thường. Chiếc xe đặc biệt này của chú Tám chuyên chở xác người. Chú Tám chuyên nhận chở những cái xác mà họ mất á, rồi họ không có điều kiện vận chuyển xác về, thì chú Tám là người đứng ra làm công việc đó, làm giùm làm miễn phí cho người ta vậy đó, chứ không có lấy tiền bạc gì cả. Nghe chú Tám kể nhiều chuyến đi, nhiều câu chuyện cũng rất là cảm động. Thì có một cái lần đó, chính anh Thịnh là người ngỏ lời với chú Tám. Anh nói với chú Tám: "Chú Tám, chú Tám, bữa nào chú có đi chở xác á, chú rủ con đi chung với nghe chú Tám." Chú Tám bỗng mới nói: "Mày sợ ma không nghe, tao thấy cái mặt của mày tao nghi lắm á." Anh mới vỗ ngực, anh nói: "Sợ đâu mà sợ chú ơi, mà con đi làm này là con theo chú làm việc thiện mà, gặp ma thì mình cũng đâu có làm gì ta đâu mà sợ hắn chú." Đó, anh cũng nói hùng hồn vậy đó. Tới cái giấc chiều chiều anh mới nhận được một cái cuộc điện thoại. Anh nghe chú Tám kêu là: "Ê, chiều nay mày có làm gì không? Mày đi với tao đi, bữa nay có kèo nè." Chú Tám nói vậy đó, thì anh quên mất đi. Chú Tám nói kèo gì ta? Anh mới hỏi lại: "Dạ, chú Tám nói kèo gì chú Tám?" Chú Tám nói: "Mày quên hả? Hôm bữa mày nói với tao là mày đòi đi chở xác với tao. Nay đi lên trên bệnh viện, lên Sài Gòn đón cái xác chở về Kiên Giang nè, mày đi không?" Rồi nghe, anh cũng ở nhà, anh thay đồ liền, đợi chú Tám qua, chú Tám vớt anh, hai chú cháu chạy lên trên Sài Gòn. Sau khi chạy lên trên trển rồi là cũng tới tối nha. Quần quần, có một cái chú này, ổng bị tai nạn mà bị nặng dữ lắm. Nghe nói là đưa tới bệnh viện thì đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Chú được vợ của cái người đó trao cái xác này. Chú Tám mới hỏi vợ của người nạn nhân là có lên xe không, sẵn chú chở về luôn nè, khỏi đi xe này kia tốn tiền. Vợ của cái người nạn nhân mới nói: "Dạ, nhờ chú chở về trước giùm." Vợ của cái người nạn nhân này sẽ quay trở lại phòng trọ đón con, rồi lấy một ít đồ đạc sẽ bắt xe về sau. Nghe nói vậy thì chú cũng ok, để cái xác lên rồi. Chú Tám ổng có một cái thủ tục nó lạ lạ. Thì khi mà đem cái xác lên rồi, ổng vẫn mở tung cửa vậy đó, rồi ổng làm gì nè, mời, giống như là mời ai đó lên trên xe. Anh Thịnh anh thấy rồi mà anh để bụng, anh chưa có hỏi liền lúc đó, bởi vì người ta còn trong cái lúc bàn giao xác như thế này. Khi mà đã lên trên xe rồi, hai chú cháu
cùng với cái xác của cái người nạn nhân ở phía sau á, rồi lên đường bắt đầu đi về cái hướng Kiên Giang. Nghe nói hoàn cảnh của cái chú này nè, cái chú ở đằng sau á, gia đình cũng khổ dữ lắm, cả nhà bỏ xứ đi lên trên Sài Gòn á, ráng làm, hai vợ chồng làm nuôi hai đứa con nhỏ, hoàn cảnh rất là khó khăn. Ở nhà thì có một cái căn nhà lá này mà ở đậu trên đất người ta chứ cũng không có đất đai gì hết. Rồi buổi chiều của ngày hôm đó, cái chú này á, ổng được tan ca về sớm, định là mua chút đồ ở cả nhà về ăn ngon một bữa. Bởi vì ngày hôm nay là cái ngày sinh nhật của đứa con út, nên là chú cũng vui vẻ về. Nhưng có điều, tai nạn đã bất ngờ ập tới. Trên đường chú chạy về, chú đã bị tai nạn giao thông. Một chiếc xe đã đụng trực diện phải chú này rồi còn lôi lê thêm một đoạn nữa. Khi mà người ta tới, chú thoi thóp, có điều cái phần nửa bên mặt như thế này nè là nó tét lét ra hết trơn rồi, nó cà chỉ còn lại mỗi cái phần xương thôi, còn nguyên cái mép thịt đó nó bị hở ra, nó bị banh ra. Thì lên trên bệnh viện á, người ta đã sơ cứu cái vết thương đó, lau cho nó sạch sẽ. Mặc dù như vậy người ta cũng không có may lại, miếng thịt đó nó vẫn còn, nó bị hở 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 ra vậy đó. Hồi nãy khi mà đưa xác lên, vô tình anh Thịnh có nhìn thấy nửa bên khuôn mặt đó rồi, thực sự rất là ghê. Cái xác á, mất cũng mấy tiếng đồng hồ, bắt đầu chuyển qua cái màu nó hơi xám xám, môi nó cũng hơi thâm thâm lại, anh thấy anh rất là sợ. Hồi nào giờ anh chỉ có gặp một cái xác chết đầu tiên là ông nội của anh mất rồi anh thấy thôi, chứ anh chưa có gặp những cái xác chết nào mà bị tai nạn giống như thế này, nên anh rất là sợ. Thì anh cũng ngồi ở trên xe chút xíu cái anh quay lại anh nhìn. Rồi hồi cái anh mới nhớ là hồi nãy á, chú Tám ổng làm cái gì lạ lạ. Khi mà chú Tám lên á, chú có làm cái động tác như là mời ai đó lên, trong khi là đâu có ai lên đâu. Anh hỏi lại thì chú Tám nói, lúc đó, đó là tao mời người này lên nè. Anh mới hỏi, ủa người nào chú? Chú Tám, ông chỉ ra đằng phía sau, cái người đang nằm ở trên băng ca phía sau. Anh hết hồn, anh nói, ôi chú Tám ơi, chú nói gì ghê vậy? Người ta mất rồi, sao mà lên được? Chú Tám ông cười ông nói, thì ta đâu có nói cái xác của ổng đâu, ta nói cái vong của ổng á, thì mình đem cái xác của người ta về thì mình cũng phải rước cái vong của người ta về luôn, chứ không lẽ là bỏ cái vong lại trên bệnh viện vậy thì sao coi được mày. Anh mới hiểu, thì ra lúc nãy là chú Tám ổng mời vong của cái người này lên trên xe mà anh đâu thấy gì đâu, thấy không khí vậy thôi. Anh nghe chú Tám ổng nói vậy anh hơi rợn rợn người, anh hỏi chú Tám, chú Tám, con hỏi thiệt ông này nghe, ông chạy ông chở xác vậy á, có khi nào ông gặp ma không? Chú Tám cũng cười hề hề một lúc, ông hỏi mày nghĩ có gặp không? Thì anh đâu có biết đâu, anh đang ngồi như thế này anh khá là sợ, ở đằng sau lưng mình là một cái xác chết như vậy anh cũng hơi run run rồi. Anh nói con đâu có biết đâu, con hỏi chú mà. Chú nói tao gặp hoài mày ơi, tao chạy xe này cũng mấy năm rồi, tao chở chắc cũng không có dưới 100 cái xác đâu. Mà tao nói mày nghe, nhiều người tao hợp tao mới gặp, chứ không phải là ai tao cũng gặp đâu. Lần lượt sau đó chú Tám bắt đầu kể lại cho anh Thịnh những trường hợp mà chú gặp. Chú nói những cái vụ này là những cái vụ nổi bật nha. Chú thấy lần đó là có cái người này chú chở về là cũng bị tai nạn á. Chú chở về chú mệt lắm rồi, bởi vì lần này phải chở về rất là xa, chở ra đâu tuốt tuốt ở ngoài quê ngoài Quảng Ngãi á, đi một đoạn xa dữ lắm. Chú nhớ là chú chạy từ nhà của chú lên tới bệnh viện đón cái xác xong rồi chở cái xác đó về, có người thân đi theo cái xác này nữa thì chú cũng chở về vậy đó. Mà chú chạy chú buồn ngủ quá trời đi. Một lát chú có ghé vào mua cà phê cho tỉnh táo để tiếp tục chú chạy, chú không có muốn dừng lại đâu. Ở nhà người ta đang đợi làm đám tang rồi mất công mình trở về, lỡ cái giờ chôn cất người ta về ta tẩm liệm này kia đâu nữa, nên chú muốn tranh thủ là chạy về càng sớm càng tốt. Chú chạy về con mắt nó nhíu vậy nè, chú ráng là chú dựng con mắt lên để chú ráng chú chạy. Thì một hồi chú quên đi, chú buồn ngủ quá chịu nổi, cái chú sập mắt lại, cái chú bị ai đó lai dai một cái thiệt mạnh. Chú nghe kêu ê dậy đi, chú nghe kêu vậy đó chú giật mình, chú nhìn thì thấy vì cái người thân của cái người nạn nhân này nè đang ngồi bên mà ai cũng buồn rơn, mặt mày ủ rũ cúi gục xuống như thế này. Chú ngồi phía trước không có ai gần đây cả,
chú nghe thấy giọng nói đó kêu thêm một lần nữa. Chú ơi, chú chạy cẩn thận nghe. Tôi mất rồi, chú chạy kiểu vậy nữa là người nhà của tôi đi theo tôi luôn á. Sau khi nghe cái giọng nó nói văng vẳng ở bên tai, chú Tám thức tỉnh rồi, giờ đó là hết buồn ngủ luôn. Như là có một cái thế lực gì đó chống cái con mắt chú lên. Cứ như vậy chú chạy thẳng một mạch về ngoài Quảng Ngãi. Chạy khi nào mà có đủ xăng thì chú dừng lại, rồi cho những cái người thân trong gia đình người ta đi vệ sinh, rồi chú đi vệ sinh chút vậy thôi. Là cắm đầu chạy thẳng ra ngoài luôn. Chạy cũng rất là lâu, cuối cùng thì tới được ở ngoài Quảng Ngãi rồi. Ra ngoài ngoại trao cái xác lại cho người nhà, là chú đi ra ngoài nhà nghỉ, chú bắt nhà nghỉ, chú ngủ thẳng cẳng luôn. Tới sang ngày hôm sau nó lận chú mới đủ sức đi về, do chạy liên tục á, một đoạn chú chạy cũng cả 10 tiếng hơn á, chạy rất là xa. Rồi chú chạy như vậy á, nên mệt lắm đâu có về nổi đâu. Đó là một lần ha, rồi chú kể thêm một lần nữa. Chú chở một cái anh này cũng trẻ trẻ, ảnh bị tai nạn lao động á, rồi trong quá trình xây dựng á, ảnh làm ngoài công trường á, ảnh bị cái gì mà ảnh té xuống. Đầu óc gì nó nát bấy nhầy hết trơn à. Lúc để ảnh ở trên xe, chú ngồi phía trước mà chú còn ngửi thấy cái mùi nó tanh rình à. Anh thanh niên đó ảnh còn rất là trẻ, rồi không biết ảnh bị vậy á. Khi mà chú chở về là chỉ có một mình ên ảnh ở trên xe thôi, chứ không có chở theo người thân gì cả. Người thân của ảnh thì ở ngoài quê rồi. Chú nhớ lần đó chú chở là chở về tuốt tuốt ở trên cái hướng Dầu Tiếng. Chú nói chú đi một đoạn như vậy. Khi mà đi vào cái khúc đường vắng, chú chạy là chạy xuyên đêm xuyên ngày luôn. Chú chạy chỗ này hai bên là thấy cây cối không à, không có nhà cửa cũng không có đèn đường gì cả. Chú chạy thì một hồi chú nghe thấy tiếng khóc. Chú quay lại đằng sau lưng, chú nhìn thấy vong của cái anh đó đó. Ảnh ngồi bên cái hướng ghế bên này, ảnh khóc hụ hụ luôn. Ảnh nói: chú ơi, con muốn sống chú ơi, con còn mẹ ở nhà nữa không ai lo chú ơi. Nghe ảnh khóc vậy đó, chú cũng rất là thấy thương. Chú an ủi một chút xíu, quay lại thì không có còn thấy vong của anh đó nữa. Lát sau chú lại nghe thấy tiếng khóc, rồi cái bóng đèn ở phía trên nó chớp tắt sau một hồi không còn tiếng khóc nữa rồi thì cái đèn nó mới quay trở lại bình thường. Đó lại là thêm một lần chú nói lần đó chú đi là rợn người luôn nha. Đây là cái vụ thứ hai mà chú Tám kể cho anh Thịnh nghe. Tiếp tới cái vụ thứ ba, vụ này là chú chở một cái cô gái đó cũng còn trẻ, nghe nói là lên trên Sài Gòn học hành gì đó, rồi không biết là bị cũng bị tai nạn rồi chở về. Cái cô này cổ bị đụng mà chưa có tìm được hung thủ. Chở về, người nhà ở dưới quê vẫn đang chờ đợi. Thì chú nhớ chạy vào cái đoạn đường quốc lộ 1A, chú nghe thấy cái tiếng khóc. Chú quay lại thì chưa thấy gì trơn, chú còn tưởng lúc đó là mình nghe nhầm. Hồi quay qua thấy cái cô đó cũng ngồi ở bên cái ghế phụ, bên cái ghế lơ á, cổ ngồi bên bển á, cái đầu cổ gục gục xuống như thế này nè. Cổ khóc, cổ nói: chú ơi, nó cán con rồi nó chạy mất tiêu rồi chú ơi. Cổ ngồi cũng một lúc lâu, cổ vén tóc qua vậy nè, chú thấy những cái giọt máu chảy bên lỗ tai, bên cái khóe mặt của cổ cứ chảy dài dài xuống, da của cổ xanh lè. Chú cũng ngồi im re luôn. Chú thấy cổ, cổ cũng thấy là chú nhìn thấy cổ được. Rồi cổ ngồi cổ nói chuyện, cổ than vãn chút xíu vậy đó, rồi cổ mờ dần và biến mất. Đó lại là thêm một vụ nữa, chú thấy tội nghiệp cho cái cô bé đó, còn trẻ có nhiều hoài bão, khát vọng muốn lên Sài Gòn học rồi mình làm, rồi sau này thay đổi cuộc đời lo cho ba mẹ dưới quê. Nhưng không ngờ số của cổ đoản mệnh quá, cổ đã mất sớm như vậy. Chú còn kể thêm là một lần kia chú chở cái xác đó về mà mệt quá, chú tấp vào một cái quán, chỗ này là quán giỏng người ta vậy đó, chú ghé vào chú mua một ly cà phê, bởi vì ở chỗ này thì chú mới có chỗ đổ xe được. Chú vô chú mua ly cà phê xong rồi đi ra ở gần xe uống. Hồi đó chú nghe cái tiếng gõ cửa, chú đi xuống phía sau, chú nhìn đâu có gì đâu mà sao nghe tiếng gõ gì cộc cộc vậy ta. Chú nhìn lại, chú thấy vong hồn của cái chú mà chú đang chở nè. Cái chú đó thì ổng cũng hơi lớn lớn rồi. Ổng mới kêu: mua cho tôi ly cà phê chứ.
Nhìn chú rồi nói vậy đó. Chú hết hồn, chú đứng sững lại. Chú quẹo vô trong, chú mua một ly cà phê, rồi chú mở cái cửa đằng sau. Chú để cái ly cà phê đó chút xíu gì đó, chú có đem theo cái chai nhang nữa, chú cũng cắm xuống. Khi mà chú cúng cái ly cà phê đó cho vong hồn của cái chú này, những cái người trong quán ta nhìn chú quá trời luôn. Nhưng nhìn thì nhìn, nó đây cũng là ý tốt của chú. Có thể là những cái người kia người ta đang sợ chú luôn. Mà thôi kệ đi, ai nghĩ gì nghĩ. Cúng xong cái ly cà phê đó, chú lại tiếp tục lên đường. Trên đường về chú nghe cái người đằng sau nói là cảm ơn nha, cà phê ngon lắm. Chú nghe nói vậy đó, mà chú không có thấy nữa. Rồi chú còn kể thêm một cái lần này chú gặp là chú hết hồn. Chú nói chú đang chạy, chú chở là một ông. Ông lớn tuổi rồi, ông mất, có đi theo với cái người con nữa. Khi mà chở từ trên bệnh viện về, đi một đoạn, tự nhiên chú giật mình, chú nhìn vào ở trong cái kính chú hậu á, chú thấy, ủa sao ông ngồi bật vậy? Mắt của ông thì mở ra, ông ngồi thẫn thờ như thế này nè. Chú tám ông hú hộn trơn, ông quay đầu lại, thì thấy cái xác của ông đang nằm và khăn đắp lại rồi. Đâu có thấy là ngồi bật vậy đâu. Tức là cái cảnh hồi nãy chú tám ông bị qua mắt thôi, chứ người đã chết rồi làm sao mà sống dậy vậy được. Nghe những câu chuyện mà chú tám kể, anh Thịnh nổi da gà ở trơn ạ. Hai chú cháu cũng ngồi tâm sự với nhau chuyện đời chuyện nghề chút xíu nữa. Anh Thịnh anh nghe thấy cái tiếng khóc, anh tưởng là mình bị ảo giác không à. Anh quái lỗ tai lại mấy lần nhưng mà vẫn còn nghe tiếng khóc đó. Anh mới hỏi, ủa chú tám ơi, chú tám có nghe ai khóc không chú tám? Chú tám nói gì mày nghe hả? Chú tám thì không có nghe gì hết, có anh Thịnh anh nghe thôi. Anh Thịnh anh xoay đầu lại liếc liếc nhìn cái xác ở đằng sau, mà trùng hợp lúc này xe chạy cán qua cái gì không biết, xe nó dằn tưng lên, cái miếng khăn trắng đang che cái xác phía sau lại nó cũng dăng lên. Thêm một lần nữa anh lại nhìn thấy nửa bên mặt của cái chú này không có còn máu chảy ra nữa đâu, mà thấy cái mặt bây giờ nó tím lại ghê lắm. Anh hốt hồn anh quay đầu lên, chú tám ông kẹo nói là trời ơi cái thằng này sợ ma mà cũng bày đặt đi theo. Chú cười anh vậy đó, thì anh cũng ngồi im im, anh không có nói nữa. Anh vừa thấy cái gì phía sau anh hơi sợ, ngồi thêm một chút xíu cái anh bị khều khều da vậy nè. Anh hỏi, ủa chú tám, chú khều con gì vậy? Anh quay qua anh nhìn thấy hai tay của chú tám vẫn để trên cái vô lăng. Chú tám ổng mới nói, mày khùng quá mày, tao đang chạy xe rồi tay đâu mà khều mày, tao ghẹo mày làm chi? Anh mới nói, ừ hen, chú tám cũng đâu có gì đâu mà ổng ghẹo mình chi. Anh cũng ngồi thêm chút xíu nữa mà anh cứ bị khều khều dai hoài à. Anh quay lại, nó cái gì khều hoài vậy? Vừa mới quay đầu lại anh thấy cái khăn nó tưng lên cái rớt xuống đất, nó rớt hẳn xuống đất luôn. Giờ là cái xác nó nằm trâu trố vậy đó. Chú tám ông cũng quay đầu lại nói, ủa cái khăn rớt rồi kìa, mày xuống làm sao mày lấy cái khăn đắp lại cho người ta đi, tao chạy chậm chậm nè. Chú tám ông kêu gì trời, ông kêu anh xuống phía sau lấy cái khăn lụm lên rồi đắp cho xác. Anh cũng hơi lưỡng lự, chú tám nói gì mày, mày lại mày lấy cái khăn mày đắp lên cho người ta đi, tao lạnh mày. Chú tám nói vậy đó, thì thấy chú tám ông hối thúc quá, anh cũng chậm rãi anh xuống phía sau, anh lấy cái khăn anh đắp lại. Khi mà anh vừa đắp lúc đó cái xe nó dằn, tay của anh đụng phải lên trên cái mặt của cái chú đó, anh hết hồn rồi. Khi mà đụng phải cái xác của chú nó rất là lạnh, anh sợ quá anh giật người lại. Chú tám nhìn vô trong kính chú hậu cũng cười hả hả, thì anh thấy vậy ghê quá, anh cũng nhanh chóng anh lấy cái khăn anh đắp lại hết từ đầu phủ xuống tới chân. Vừa mới quay lưng đi, cái tay của anh bị gị lại. Anh quay lưng anh nhìn thấy cái xác này đang chụp lấy cái tay anh. Anh hốt hồn anh giật tay lại anh la lên, chú tám ở trên nạt gì mày. Anh nhìn lại thấy là cái xác của người ta nè đang nằm bình thường, đâu có ai chụp tay mình đâu. Anh tán vô trong mặt mình mấy cái cho nó tỉnh hồn lại, xoay lưng đi. Vừa mới dở chân lên, lại một lần nữa cái chân nó bị gãy xuống. Anh nhìn xuống anh thấy cái xác của người đàn ông đang bò sát ở dưới chân của anh mà chụp chân ở nhà. Anh vừa giậm anh vừa la, nước mắt nước mũi gì rồi là nó tuôn lã chả rồi. Chú tám bỗng thắng xe tấp vào trong cái lệ, mày bị gì á, mày bị gì Thịnh? Chú tám bỗng chửi, thằng này mày làm gì vậy? Anh trở lên trên cái ghế phụ anh ngồi im ru luôn, không có dám nói chút xíu nào cả, và liếc liếc về đằng sau nhìn anh cũng không dám liếc.
Chú Tám nói bộ mày thấy phải không, nhiều khi mày hợp vong hợp vía với người ta mày thấy vậy thôi chứ đâu có gì đâu con. Mình chở người ta về mà không gì đâu, mày khấn đi, mày xin cái người đó đừng có hụ mày nữa. Anh cũng nghe theo lời chú Tám, anh chắp tay là anh khấn. Dạ, chú ơi, hôm nay con chở chú về, chú đừng hụ con sợ quá. Anh khấn vậy đó. Chú Tám cũng nói kèm thêm câu: thôi đừng có hụ nó nữa, nó phụ đưa ông anh về nhà, đừng kẹo nó nhát lắm. Chú Tám nói vậy đó, ông nói giống như cái người đằng sau là đang sống vậy đó. Trời ơi rớn lắm, anh cũng ngồi run lẩy bẩy. Khi chú Tám đã chạy được về tới khu vực của Kiên Giang, rồi cũng chạy vào ở trong nhà. Khi mà chạy tới cái đường này là không có chạy vô được nữa, bởi vì cái con đường nó rất là nhỏ và nhà của cái chú này ở đậu đã nằm tuốt 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 ở phía trong lận, cho nên phải nhờ người phụ khiêng cái xác của cái chú này vào. Anh Thịnh cũng theo chú Tám vào trong để tham dự đám tang của chú này. Khi mà vào á, vợ của chú chưa có về đâu, một lát á, thì vợ của chú mới về sau lận. Thấy nhà thực sự rất là khổ luôn, chỉ có một cái căn nhà lá nhỏ xíu sập xệ giống y chang là mình chơi nhà chòi vậy đó, không có tiền lo hậu sự đàng hoàng đâu. Ở phía trên cũng không có thuê rạp gì hết, chỉ là dựng cái miếng mủ căng ở phía trên lên. Quan tài cũng được những cái người mà ở đây người ta hùn tiền lại rồi cho cái quan tài. Có một cái đội ngũ mai táng miễn phí này cũng tới đây nhận làm cái ca cho chú này. Rồi cũng vào gửi tiền cúng điếu chia buồn với gia đình xong, một chút xíu sau á, ra ngoài rồi. Chú Tám ổng mới mời cái dông xuống, mặc dù bây giờ là anh Thịnh không thấy gì cả. Sau khi đã làm xong xuôi hết rồi, chú Tám mới leo lên xe, hai chú cháu đi về. Trên đường về, chú Tám có chia sẻ thêm cho anh Thịnh nghe tại sao mà chú Tám luôn giữ cái chiếc xe này sạch bon à, mà mấy cái chiếc xe khác ổng cho thuê rồi ổng chạy, nhiều khi thấy bụi cả đống luôn không thèm rửa. Tại vì chú Tám ổng giải thích như vậy nè, cái chiếc xe này có nhiều dông đi theo. Trời ơi, nghe chú Tám ổng nói da gà của anh nó dựng cục cục rồi. Chú Tám nói: mày đừng sợ, mấy cái dông này theo tao từ hồi mà tao chạy cái nghề này tới giờ, đợi mày đừng sợ, không có làm hại gì mày đâu. Chú Tám nói vậy đó, anh cũng nhẹ nhẹ lòng thêm chút xíu. Mà chú Tám nói: tao không hiểu nè, có nhiều dông tao đưa người ta về nhà rồi, tao gặp người ta vậy đó, mà hình như là người ta không có muốn về nhà, ở lại trên xe tao vậy đó. Trên xe là bây giờ cũng có gần cái chục dông á. Chính vì vậy mà tao luôn luôn tao vệ sinh cái xe mà thấy sạch bon không? Cho những cái người này họ ở đây, đây là một cái căn nhà của họ. Chú Tám cũng nói vậy đó. Và tới những cái ngày rằm, ngày 16 chú cũng thường xuyên cúng kiến. Gần tới có khi nào mà chú lỡ kiến, chú chạy chở xác người ta đi mà chưa có kịp về cúng á, là chú sẽ nghe gõ cạch 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 ở trên nóc á. Nghe vậy là chú biết rồi. Về hôm sau là rửa xe sạch sẽ rồi cúng kiến cho người ta đàng hoàng. Có thể nhờ những cái dông đó mà chú nói hành trình chú đi chở xác luôn luôn thuận lợi. Có lần kia chú chạy nhím một chút xíu nữa là chú bị xe container ủi đít, mà may mắn kiểu gì á, cái chiếc xe đó đã lách kịp rồi chú nhích lên phía trước một chút xíu nên chú đã thoát khỏi cái vụ tai nạn đó. Những dông này họ theo, họ phù hộ cho chú nhiều dữ lắm. Anh nghe được nhiều câu chuyện rất là hay và cảm động, rồi kể cả những lần mà chú Tám ông gặp ma vậy. Hỏi chú Tám: vợ chú có sợ ma không? Chú nói: ma thì ai không sợ, mà miễn là mình đừng có làm gì xấu với người ta là được. Chú Tám nói vậy đó, và ông còn vui vẻ giới thiệu ở trên chiếc xe có khoảng 10 người bạn là dông ở trên xe như thế này. Kết thúc chuyến đi đó về nhà, anh thấy người của mình nó không có mệt nha, mặc dù đi một đoạn cũng xa dữ lắm, đi về Kiên Giang rồi chạy về nữa, đi cũng rất là mệt, nhưng mà về anh nằm suy nghĩ, anh thấy chú Tám sao mà ổng tốt quá. Anh Thịnh anh nói đi cái chuyến này ảnh cứ nghĩ chắc là lần này về sợ ma quá mình không đi nữa, nhưng không biết có duyên thì sao á, anh Thịnh lại theo chú Tám đi thêm cũng mười mấy lần nữa lận, cũng đi tới nhiều vùng chỗ này chỗ kia, biết thêm nhiều hoàn cảnh nữa. Khoảng thời gian sau, chú Tám ổng bị phong thấp, phong khớp gì không biết, cái chân của ổng đau quá, không có chạy xe được nữa.
Anh thì anh không có biết chạy xe, nhưng mà thỉnh thoảng nghe được ở đâu đó có những cái đám tang mà hoàn cảnh khó khăn vậy đó, thì chú Tám cũng chỉ, cũng nhá hàng cho anh cũng tới rồi phụ sự đám tang, cũng tới thực sự mình tới là mình phụ rồi hỗ trợ được chị thì hỗ trợ. Đó là toàn bộ câu chuyện như được anh Thịnh gửi lại cho Như, một câu chuyện cũng rất là hay hết quý vị. Câu chuyện của anh Thịnh tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện của chúng ta ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như. Và nếu quý vị, ông bà, cô chú, anh chị mình có những câu chuyện mà mình được biết, được nghe, được kể lại, quý vị cứ việc gửi lại cho Như thông qua những đường link mà Như để bên dưới phần mô tả. Quý vị cứ việc gửi lại thì lần lượt Như sẽ chia sẻ những câu chuyện đó đến khán thính giả ở trong và ngoài nước hen. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn. Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon. Quý vị nghe chuyện tới đây rồi cũng đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha. Cảm ơn quý vị nhiều lắm. Thôi, hẹn gặp lại quý vị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý vị nghe. Bye bye.